Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Clement sẽ lên lại cái clip hướng dẫn mọi người cách cài phím tắt sao cho nó thuận tiện nhất khi chơi AI4. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Những cái phần chúng ta cần phải quan tâm như sau. Ở đây thì trong cái phần bộ điều khiển này nó có một phần các bạn cần quan tâm, đó là phần nhóm điều khiển riêng biệt. Ở đây thì mặc định của nó là đang tắt đúng không? Mình sẽ vào trong game để vừa hướng dẫn và vừa cho mọi người xem cái hiệu quả cái nó khác nó như thế nào. Vào. Ok, bắt đầu nào. Bắt đầu bàn chơi. Đây là cái giao diện của các bạn khi các bạn mà mới bắt đầu chơi A4, nó chưa có bất kỳ một cái động chạm gì về thay đổi phím tắt đúng không ạ? Cái đầu tiên đó là cái góc nhìn. Ở đây thì góc nhìn nó khá là gần, tầm quan sát nó khá là hẹp, thế nên là mình sẽ chỉnh vào phần này. Và phần mình sẽ tìm một cái phần mình chứ đâu phần chính xác là phần nào đây. Ở phần camera thì các bạn sẽ xoay giúp mình sang cái phần toàn cảnh nha, toàn cảnh rồi new, sau đó là đóng lại thì góc nhìn của các bạn nó sẽ cao hơn một chút xíu. Và đây là cái thỉnh thoảng mà các bạn hay gặp cái trường hợp này này, thì các bạn vào phần này giúp mình. Đây là cái phần hướng dẫn cài đặt, à hướng dẫn chơi ấy. Các bạn vào phần cài đặt này, trợ năng. Đây cái phần trò chơi, cái phần huấn luyện tích cực này các bạn tắt đi giúp mình nha, tắt đi giúp mình đấy. Như vậy thì cái nó sẽ không hiện lên những cái tình huống mà chúng ta chưa làm bao giờ. Nếu như mà cái thao tác của chúng ta chưa làm bao giờ thì trong game nó sẽ tự động hướng dẫn, mà nếu như các bạn tắt đi nó sẽ không còn nữa. Tiếp tục đến cái phần con scout này. Các bạn thấy là khi mình di chuyển này thì nó không hiện những cái dấu đường kẻ đúng không? Các bạn nào cài đặt. Phần trò chơi hiển thị đánh dấu tham điểm cho các hành động đơn lẻ, các bạn bật lên giúp mình nha. Đó, ok. Như vậy con Ska các bạn này. Đấy, nó sẽ có một cái đường kẻ, các bạn nhìn thấy chưa? Nó sẽ có một cái đường kẻ. Và các bạn nghe thấy cái âm thanh mấy cái con AI nó khá là nhức đầu đúng không? Mà phần âm thanh này. Đây là gì? Âm lượng lời nói. Mấy này thì các bạn tốt nhất là tắt đi, đỡ đỡ váng đầu anh em ạ. Đấy, bây giờ mình điều khiển nó sẽ không kêu nữa, đỡ nhức đầu. Rồi tiếp tục đã đến một cái phần tiếp theo. Mình cứ đi lần lượt từng cái một nha các bạn nhé. Ở phần điều khiển này. Ở đây thì cái phần chọn dính các bạn cứ để nguyên. Cái phần nhóm điều khiển riêng biệt, chúng ta cùng tìm hiểu qua cái nhóm điều khiển riêng biệt nha. Đây là con scout đạo một, con dân này mình để đạo một hai một một đây nhá. Nếu như mình điều khiển đạo một thì nó sẽ bao gồm cả cái đống cả con scout này và cả con dân này, và mình thêm cái thằng này luôn, đạo ba hay đạo ba đúng không? Thì con scout này của mình cũng đạo một. Đạo một nó sẽ bao gồm là con scout này và con dân, còn đạo ba nó chỉ bao gồm những con dân ở bên ngoài mình vừa mới thêm vào thôi. Anh bạn nhìn này, đấy. Con dân này nó sẽ có nhiều đạo. Nói chung là để giải thích thì nó sẽ hình tượng như là đạo trong đạo. Nếu như các bạn điều khiển đạo một thì tất cả những con dân bao gồm cả đạo một, đạo hai, đạo ba này, những con dân nào nó mang đạo một trên đầu thì nó sẽ di chuyển. Còn nếu như mà các bạn điều khiển đạo hai thì chỉ những con dân nào nó mang đạo hai trên đầu thì nó sẽ di chuyển thôi, chứ nó không bao gồm cả cái thằng scout này nữa. Và đạo ba thì tương tự như vậy, những thằng nào có đầu đạo ba thì nó sẽ di chuyển thôi. Và để trong cái trường hợp này mà để cho dễ sử dụng hơn thì các bạn vào phần cài đặt giúp mình, vào phần cài đặt và phần bộ điều khiển đầu tiên này nhá, sau đó vào phần nhóm điều khiển riêng biệt, lưu lại. Vậy là không bao giờ chúng ta sẽ bị trùng nhóm nữa. Và đạo một là đạo một, đạo hai là đạo hai, làm cách nào thì chúng nó không bao giờ trùng, không bao giờ chúng nó trùng nhóm với nhau nữa. Không có chuyện là một thằng đeo hai gông hai xiềng đâu anh em ạ. Đây, thằng này là một đây. Đấy. Đạo hai là đạo hai, đạo một là đạo một. Như vậy nó sẽ rất dễ điều khiển. Nó không phải đạo trong đạo. Đấy là cái phần chọn dính. Tiếp tục kéo xuống dưới. Ở đây thì các bạn phần dân làng nhàn rỗi thì các bạn vẫn chọn và định tâm camera giúp mình nhé.
quân đội nhàn rỗi thì cũng chọn và định tâm camera giúp mình nha. Tìm và chuyển đổi đơn vị và công trình. Cái này thì mình sẽ vẫn để phần chỉ chọn thôi, chứ không để ở cái phần đó là chọn và định tâm camera nữa. Tại vì sao? Đây mình sẽ hướng dẫn giúp các bạn. Ví dụ như mình đang đánh nhau ở mấy con lợn lòi chẳng hạn. Và bây giờ nếu như mà mình bấm về cái nhà chính thì màn hình nó sẽ tự động chuyển về cái nhà chính như thế kiểu này anh em ạ. Đấy, nếu như mình bấm nhà chính nó sẽ tự động chuyển về, hoặc là mình mua quân ấy, thì sẽ tự động về chuyển về cái nhà quân của chúng ta. Như vậy là để tránh cái tình trạng nó chuyển màn hình thì mình sẽ để cái phần nó là chỉ chọn thôi, nghĩa là nó chỉ nhận lệnh thôi chứ nó không hiện về cái khu vực cái người được nhận lệnh đấy. Đấy chính là cái tác dụng của cái phần chỉ chọn. Tiếp tục kéo xuống dưới nha. Những cái phần này thì bạn cứ giữ nguyên, để duy nhất cái phần tìm và chuyển đổi đơn vị và công trình thôi, để phần chỉ chọn thôi. Sau đó bắt đầu chúng ta đi sâu hơn vào cái tìm hiểu bên phần bên trong, xem và sắp xếp lại phần điều khiển. Ở đây là truy cập bảng giao diện người dùng thứ cấp, tức là cái trang thứ hai, trang phụ ấy, chứ không phải là trang phụ. Thường nó sẽ là có cái phần như kiểu là con mông cổ, là có một cái trang phụ để nâng cấp ở công nghệ ở gần khi đặt công trình ở gần thiêng này, hoặc là những cái đơn vị như kiểu là bộ binh có thể chế tạo được xe ram các thứ này, nó trang phụ của đó chính là cái trang phụ đấy. Đây mình sẽ xây một cái nhà lính ra nha. Như thế này thì không tính là trang phụ ạ. Đây như này vẫn là tính là trang chính nha. QWER này vẫn là trang chính nhé, không thể tính là trang phụ được. Mình xin một con lính giáo ra nha. Thì nó sẽ trang phụ như thế nào? Đây, đây là con linh giáo của chúng ta. Phím mặc định của nó là phím Y. Sau khi các bạn cầm con giáo này, ví dụ đặt đạo một chẳng hạn, ấn đạo một nha. Sau đó ấn Y, sau đó ấn Q là mua con xe ram, W là mua con phóng tên, A là mua cái tháp công thành, S là mua cái con máy bắn đá. Đấy chính là cái tác dụng của phím phụ. Nhưng mà để bấm phím Y thì mình thấy là nó hơi xa, thế nên là bình thường mình sẽ ấn phím E. Mình để phím E thì nó sẽ gần hơn. Tại sao mình không để phím W? Vì phím W nó sẽ trùng với cả một số lệnh khác, nên là mình không để phím W, mình sẽ để phím E thì nó sẽ không trùng với lệnh nào cả mọi người nha. Hoặc là nếu như anh em không thích thì em có thể để phím Y cũng được. Đấy, để phím Y thì tay nó hơi với một tí, nhưng tay anh nào dài chắc không vấn đề gì cả. EQ là mua RAM. Nếu như các bạn muốn mua nhiều thì các bạn nên làm như này. EQ, sau đó các bạn đè nút shift cho mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đấy. Đấy chính là cách mà làm chế tạo RAM nó nhanh và nhiều, mà không cần phải chỉ chuột như thế này. Đó lại chỉ con giáo này nhảy đúng không? Đó lại chỉ như này, nhìn nó vẻ hơi phèn phèn. Ta làm thao tác theo kiểu chuyên nghiệp nhìn nó hoành tráng hơn. Đấy. Rồi tiếp tục đến cái phím tiếp theo. Đây mình để phím E nhé. Mọi người đặt phím nào thì tùy mọi người, không vấn đề gì cả. Phần tiếp theo đó là đưa tất cả dân làng trở lại làm việc từ chế độ trú ẩn. Phím mặc định của nó là Ctrl Shift R. Ctrl Shift R. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Ở đây nó sẽ có một cái trò canh này. Mình sẽ đặt tình huống giả định để cho mọi người dễ hình dung hơn là tại sao mình sẽ sử dụng cái phím đấy thay vì bấm trực tiếp vào cái nhà chính của chúng ta. Đây, mình sẽ lúc toàn bộ dân của mình đi nhé. Thực ra có rất nhiều người đến tận thời điểm này họ vẫn không biết cách làm thế nào để cho đưa toàn bộ cả dân ở về nhà chính ra nơi làm việc, mà vẫn ấn từng cái một. Ví dụ như ấn vào nhà chính này, sau đó bấm D, bấm một cái trò canh này, bấm D. Như vậy kiểu như đang ăn nhà đúng không? Đang ăn con này đúng không? Đây này, mình cho ăn gỗ đây nha. Sau đó ấn G nhảy. Một là các bạn ấn nút Ctrl Shift R thì nó sẽ trở lại nơi làm việc của chúng ta. Còn nhiều người thì người ta còn không biết nữa. Nhiều người đến tận thời điểm này vẫn không biết làm cách nào cả. Ví dụ ấn một cái trò canh này, sau đó ấn D, sau đó ấn một cái nhà chính này ấn D. Còn tự nhiên các bạn ấn D thì sẽ không được nha. Ví dụ như đang ở nhà chẳng hạn, các bạn ấn D thì sẽ không trở lại làm việc nhé. Đấy, như này. Các bạn ấn D thoải mái luôn, không có tác dụng gì cả, chỉ có chỉ vào từng cái một, ấn D, chỉ vào cái này, ấn D. Rất là lằng ngoằng mất thời gian.
Cái phím này thì mình sẽ đề xuất với mọi người là có thể thay bằng phím Ctrl V, kiểu như Ctrl A copy, Ctrl V là nhả ra ấy. Đấy, mình sẽ để là nó Ctrl V. Ở đây thì nó sẽ làm được rất là nhiều việc. Ví dụ như là mình đang đánh nhau ở trên cái lợn lòi nha, nhưng ở nhà thì nghe thấy báo động mình cho ấn G phát là lúc hết đi. Sau đó là lại trở lại cái lợn lòi. Sau khi ở đây nó chạy hết rồi, vị kỵ nó hết rồi chẳng hạn, thì mình Ctrl V phát là nó tự động ra làm việc, rất là rảnh tay, đúng không? Tiếp tục đến phím tiếp theo. Hủy mục cuối cùng trong hàng đợi sản xuất. Cái nút này thì mặc định là nút B anh em ạ. Hủy tất cả thì là nút L. Nói chung là cái nút này thì mình, như mình thì mình đặt là phím Ctrl C. Nhưng mà mình thấy rằng phím B và phím Ctrl C nó cũng chả khác nhau là mấy. Chẳng qua tay mình nó hơi ngắn nên là mình để cái phím nào nó ở càng càng gần góc bên tay trái của bàn phím thì mình sẽ càng tiện thôi, do tay mình ngắn thôi chứ không phải là do nó hay. Thì mọi người có thể dùng phím B và phím L. Đây mình, mọi người có thể như này, nhà chính của chúng ta đây đúng không, chúng ta đang mua dân này. Ví dụ chúng ta chỉ cần thêm hai thằng dân nữa là tròn 20 rồi chẳng hạn, thì chúng ta chỉ như này đấy, ấn từng cái một, ấn ấn nhà chính cho ấn từng cái một giảm đi, ấn B thì giảm từng cái nhá. Đấy, còn không thì chúng ta ấn L là không mua một cái gì nữa cả. Ví dụ chúng ta mua nhầm một scale. Đấy nhảy chẳng hạn. Bây giờ các bạn là ôi chết thôi, mua nhầm một scale tôi làm nhà bây giờ. Thì ấn vào cái nhà chính này, ấn L, sau đó mua lại dần thế thôi. Thay vì chúng ta giảm từng cái một. Đấy, nhiều người là vẫn cứ bấm cho từng cái một, rất nhiều thao tác và phải đứng màn hình rất là lâu. Đáng ra chúng ta chỉ đứng màn hình một tí thôi, nhưng mà vì mất thao tác nhiều quá nên chúng ta phải đứng màn hình rất là lâu. Đấy là cái tác dụng của cái nút gọi là hủy. Tiếp tục đến tập trung vào thông báo tấn công gần nhất. Cái này nó là spec này thì nó mình thấy là nó hơi hơi lãng phí, vì cái nút spec là cái nút rất dễ ấn, nhưng mà tập trung vào thông báo tấn công, tức là nếu như đồng đội của các bạn ping vào đâu chẳng hạn thì các bạn ấn nút dấu cách này sẽ tập trung và sẽ chuyển màn hình đến cái khu vực đấy. Nhưng mà thực tế thì trong cái thực chiến thì cái việc gọi là quan sát cái ping của đồng đội nó không quan trọng đến cái mức của chúng ta mất đi một cái nút quan trọng như vậy. Thế là nút này mình sẽ bỏ đi nhé. Mình cũng đề xuất mọi người là lên bỏ đi, tại vì mình sẽ để dành cái nút này trong nút quan trọng hơn. Bỏ đi nha. Menu trò chơi không có gì, lưu nhanh không có gì, tải nhanh cũng không có gì. F6 bật tắt bảng người chơi cống nạp. Cái này là chúng ta đi gọi là bơm đồ cho đồng đội đấy, thì mọi người nhớ là ấn phím F6 này nhé. Bật tắt phần hiển thị thời gian trong ván chơi M1 không có gì cả. Insert là nó chuyển team của mình sang thành hai màu, tiền tuyến mình và team đồng đội sang thành hai màu, mình một màu riêng. Nút insert chuyển đổi mục, cái này cũng không quan trọng nha. Thay đổi kích thước thu nhỏ màn đồ, nút M cũng không quá quan trọng, mọi người cứ giữ nguyên. Đó, xong cái phần này đấy mọi người nhé, xong cái phần ván chơi nhé, bắt đầu sang phần lựa chọn đơn vị. Chúng ta đi từ đầu tiên nhé, chọn tất cả các đơn vị. Ở đây nó là sẽ nút là Ctrl Shift A, tức là trên bảng chúng ta sở hữu cái gì là chúng ta sẽ chọn tất. Đây, nó sẽ bao gồm cả dân làng, cả cừu chúng ta nữa, cả quân đội, cả thương nhân, rồi là cả giáo sĩ. Ở trong những tình huống mà chúng ta muốn tìm cái loại thương nhân của chúng ta chẳng hạn, đây mọi người Ctrl Shift R thì chúng ta sẽ không biết bao nhiêu con thương nhân. Ví dụ tôi đang muốn tìm con thương nhân của mình có bao nhiêu con, hoặc là tôi muốn sử dụng những con lính giáo của mình, hoặc là mang cừu của mình, hoặc là tìm cái gì chẳng hạn, các bạn ấn Ctrl Shift A để tìm xem loại quân này. Ví dụ như tôi muốn tìm một scout cái đâu rồi đấy, đây scout đây đúng không, đây đây là con scout của mình. Đấy, Ctrl Shift A tác dụng nó là như vậy, để tìm tất cả các cái đơn vị mình sở hữu. Tiếp tục chọn tất cả các đơn vị trên màn hình. Cái nút này nó không quan trọng mà mình cảm thấy là nó hơi lãng phí khi đặt cho mình cái phím Ctrl A. Ở đây thì mình đề xuất mọi người là lên bỏ cái nút này nhé, không để Ctrl A vào nút này mà chúng ta sẽ để Ctrl A trong nút khác quan trọng hơn. Chuyển đổi cái này thì cũng không có gì cả. Tập trung vào các đơn vị được chọn. Cái này thì mình sẽ đề xuất mọi người để dấu cách nhé. Đây, để dấu cách ở đây. Tập trung vào các đơn vị được chọn nó sẽ như sau. Ví dụ mình đặt con scout của mình đã một đúng không? Sau đó mình ấn dấu cách, vậy là sẽ về cái vị trí của con scout này. Nhà chính của mình là chữ H chẳng hạn đúng không?
nhưng mà mình đặt cái phần chỉ chọn rồi, thế nên là nó chỉ chọn cái nhà chính thôi chứ nó không về cái nhà chính. Sau đó mình ấn H, sau đó mình ấn cách một phát thì nó về nhà chính. Nó tương tự như cách kiểu tìm nhà giống bên A1. Cái này nó sẽ có tác dụng ở những thời điểm về sau. Ví dụ như là đây là cái nhà nguyện ở trên, đây là cái nhà nguyện các bạn nha. Các bạn chỉ vào cái thánh tích nha, sau đó ấn Shift, sau đó cách, xong là đè Shift chỉ về nhà đây. Đấy. Trong cái clip trước thì mình đã hướng dẫn mọi người cách mà lấy thánh tích bằng cái dấu cách này rồi. Tiếp tục đến bước tiếp theo. Bạn lựa chọn đơn vị. Rồi. Theo dõi các đơn vị đã chọn không quan trọng. Chuyển đổi giữa các đơn vị kinh tế nhàn rỗi, cái lúc này là đi tìm từng dân lẻ một, mình nghĩ là cũng không quan trọng. Ở đây là chọn tất cả dân làng nhàn rỗi nhá. Phím mặc định của nó là Ctrl dấu chấm, nhưng mọi người thấy là lúc ấn Ctrl xong lại còn ấn dấu chấm, cảm giác tay nó rất là khó. Thế nên là mình đề xuất mọi người chuyển sang cái phím này là phím dấu ngã giúp mình, vì cái phím này là phím thường xuyên được sử dụng nha. Phím dấu ngã là xung đột với cả nhấn để nói chuyện ở trong phần liên lạc đây. Mình đặt dấu ngã đây nha, sau đó mình vào phần liên lạc này. Đây. Nó nhấn về cái chuyện này nó sẽ trùng lúc này, mình sẽ bỏ đi. Đấy, bỏ lúc này đi. Sau đó lại tiếp tục phần sau đó lưu lại đã, cho đỡ mất đã. Chọn tất cả dân làng nhàn rỗi là mình để dấu ngã nha. Là chúng ta lại vào phần thực chiến này. Đây. Ví dụ như là mình có như thế này đây. Như nó sẽ các bạn đây. Đây nhá. Như này thì các bạn để tóm được những thằng dân đang chơi và những thằng dân đang lao động thì nó hơi khó. Các bạn ấn dấu ngã mình đấy, vậy là chúng ta sẽ tóm sạch sẽ những thằng nào đang chơi, tóm sạch sẽ những thằng đang chơi luôn đấy. Rất là tiện. Và ví dụ chúng ta đang đánh nhau chẳng hạn, nó ăn hết một cái gì đó nó chơi, ví dụ chúng ta nó đang đánh nhau ở đây chẳng hạn, thì tự nhiên thấy dân chơi ở đây chúng ta có thể là ấn dấu ngã phát quay về ngay, tóm dân cho dân vàng ngay đấy. Tránh tình trạng là bị chơi quá nhiều mà chúng ta lại tiếp tục lại có hai thằng dân chơi đây đấy. Đây có thương nhân đấy, có thương nhân này, trong can chip ba đấy, thương nhân này. Sau đó chỉ vào cái chợ ấy, vậy là chúng ta sẽ có luôn cái việc làm cho con thương nhân mà không cần phải đi tìm xem thương nhân nó đứng ở vị trí nào, bằng cách ấn Ctrl Shift A thương nhân. Đấy. Tiếp tục đến cái phần tiếp theo, lựa chọn đơn vị, vẫn cái phần lựa chọn đơn vị nha. Chọn tất cả dân làng nhà đối, mình đã đề xuất cho mọi người đó là ấn dấu ngã rồi. Chọn tất cả dân làng, cái nút này là nếu mặc định của là Ctrl Shift V, nhưng cái nút này rất ít khi sử dụng, trừ những cái trường hợp đó là khởi nghĩa lông quân như kiểu đi đập lăn mắc của đối phương, hoặc là mang mang dân của mình về sửa nhà chính của mình để tránh tình trạng bị lộ. Can cho ship về rất ít dùng nên mình cũng không muốn đổi ra cái dân đổi thành nút gì cả. Chọn chọn các dân làng nhàn rỗi trong bán kính, cái lúc này thì cũng không quá quan trọng. Chọn tất cả quan viên, cái này thì cũng không quan trọng vì không ai sử dụng tất cả quan viên vào một mục đích gì cả. Chuyển đổi giữa các đơn vị quân sự nhàn rỗi để tìm từng con quân nhàn rỗi một, cái lúc này mình cũng không sử dụng mấy nhé. Chọn tất cả các đơn vị quân sự nhàn rỗi, chọn tất cả nhé. Cái này thì nó sẽ khá là quan trọng vì lúc có những cái thời điểm mà chúng ta có một nhóm dân, một nhóm quân đang đứng chơi ở giữa đường mà chúng ta không không để ý. Lúc này thì mình sẽ đề xuất với mọi người có thể đổi thành nút Ctrl E hoặc là nút Ctrl ngã, Ctrl dấu Ctrl và dấu ngã. Đấy. Như mình thì mình sẽ đổi ở nút Ctrl E. Đấy, mình sẽ để ở nút Ctrl E này, nó sẽ trùng với cả một cái phần liên lạc ping ping thông báo này, mình sẽ bỏ cái này đi. Tiếp tục trở lại với cái phần này, chọn đây Ctrl E là chỗ này, chọn tất cả các đơn vị quân sự đây, cái chọn tất cả các đơn vị quân sự, phím mặc định của nó là phím Ctrl Shift C, nhưng mà mình đề xuất mọi người nó ấn Ctrl A cho nó nhanh. Nút Ctrl A chúng ta dùng thường xuyên nên thành ra là kể cả người không chơi game thì sử dụng nút Ctrl A cũng rất là thành thục. Ctrl A sẽ tác dụng như sau. Ví dụ như các bạn có một con scout ở đây, một con scout ở đây, một con giáo ở đây chẳng hạn, để gom chúng nó đến một cái mục đích đó là cái chợ này chẳng hạn, thì nó mất rất nhiều thời gian mà cũng không biết là vị trí chính xác của từng con đâu, thì các bạn ấn Ctrl A giúp mình. Đấy, thì chúng ta sẽ có được luôn cái lệnh của con giáo và con scout này, cho nó chỉ vào cái chợ này. Tương tự như kiểu chỉ đánh nhau cũng được, hoặc là chỉ đến một mục tiêu cũng được, nhưng tìm quân nó sẽ dễ hơn và nó sẽ không bị sót những cái đơn vị quân nào cả. Đấy chính là tác dụng của lúc Ctrl A. Tiếp tục đến cái phần lựa chọn đơn vị rồi. Mình đến cái phần Cantona, nó chọn tất cả đơn vị quân sự rồi. Cái phần hải quân này thì nó cũng tương tự như vậy, các bạn thích setup như nào cho nó hợp lý, tại vì mình không đánh biển lấy nên thành ra mình không setup. Các bạn cảm giác setup nhiều làm sao cho thuận tay nhất thì setup thôi. Chuyển đổi giữa các đơn vị lính do thám, phím của nó là dấu ngã. Ai mà hay chơi kiểu quán Nga ấy, thì sẽ sử dụng cái dấu gạch này để có thể tìm được sọc cao của mình. Nhưng thường thì ở thời điểm đầu chúng ta đặt scout đó là ba con scout ba đạo nên thành ra là cái nút này nó cũng không quá quan trọng.
chuyển đổi giữa các đơn vị tôn giáo. Cái nút này là khá là quan trọng và phục vụ cho cái việc đó là đi nhặt thánh tích cho mọi người nha. Ở đây thì mình sẽ đề xuất mọi người là can chôn giấu ngã. Can chôn giấu ngã nha. Can chôn và giấu ngã. Liên lạc phải trùng đây. Nó sẽ trùng với cái phần ở trong phần liên lạc, nó sẽ trùng với cái phần này, thì mình bỏ luôn cái này đi. Đây chúng ta sẽ thực hành luôn. Đó là xin một con giáo sĩ ra và chúng ta tìm một con giáo sĩ. Thì tôi phải xây hết các nhà lên tí tìm để nó dễ nhỉ. Đây con giáo sĩ đây. Đây tất cả các nhà lên tí nó tìm cho nó dễ. Chợ rồi. Trong những cái trường hợp mà con giáo sĩ nó đang đi lang thang ở đâu đấy chẳng hạn, thì chúng ta rất khó mà và muốn con giáo sĩ ra đây nhặt thánh tích chẳng hạn, chúng ta không biết làm cách nào để tìm con giáo sĩ. Có hai cách, một là chúng ta ấn Ctrl Shift A để có thể tìm tất cả những cái đơn vị, sau đó là lùng trong cái chỗ này một con giáo sĩ, sau đó mới bắt đầu lấy được lệnh của nó và chúng ta tìm. Cái thứ hai đó là nút Ctrl giấu ngã mình vừa hướng dẫn mọi người đấy. Ctrl giấu ngã đây, con giáo sĩ đây đúng không? Tôi đang đánh nhau, ví dụ như tôi đang đánh nhau ở đây chẳng hạn, nhưng mà tôi đang điều khiển con quân đánh nhau ở đây nhé. Như vậy tôi nhìn cái tích này, tôi ấn Ctrl giấu ngã, sau đó tôi chỉ vào cái tích này, rồi tôi nhô cách, tôi chỉ về cái nhà nguyện này, đè nút Shift chỉ về nhà nguyện này, vậy là con giáo sĩ đã tự động đi nhặt cái thánh tích và mang về cái nhà nguyện này. Chúng ta nó không phải mất công tìm. Đấy chính là cái tác dụng của lúc tìm giáo sĩ. Lúc này kiểu pro player chắc chắn là phải có. Còn kiểu anh em newbie thì nhiều khi là cũng không quan tâm đến cái thánh tích, nên là không để ý. Tiếp tục lướt qua cái phần xem và xếp điều khiển ở phần lựa chọn đơn vị nha. Chúng ta đến cái phần nào này? Chuyển đổi giữa các đơn vị tôn giáo rồi đúng không? Chu kỳ thông qua quan viên, cái này thì không có tác dụng gì cả. Chuyển đổi giữa các dân làng thu thập lương thực. Cái này thì phím mặc định của nó là Ctrl Shift F nhá. Nhưng mà phím mình đề xuất mọi người đó là đặt Ctrl F này. Bật tắt sương mù ở cái phần người rõ phát lại đây và phần này bỏ đi là sau. Đấy, nó dễ trùng. Cái này thì nó sẽ có tác dụng như sau này. Trong trường hợp mà các bạn đang ăn cừu, đặc biệt là con Mông Cổ chẳng hạn, thì cái lượng cừu sống nó khá là nhiều và nó có một giả thiết là ví dụ như các bạn có một con cừu chết ở đây nhá, một con cừu sống ở đây và một con cừu chết ở đây. Sau khi ăn xong cái con cừu chết này thì nó sẽ ra cái vị trí này ăn con cừu chết tiếp theo chứ nó không ăn con cừu sống này. Và để ví dụ như các bạn có một con cừu thì các bạn tóm một thằng dân để có thể chỉ đúng không? Và thay vì thế đánh một dân ấn Ctrl F chỉ vào cũng là cũng tương tự như vậy. Ấn Ctrl F chính là tìm con dân đang ăn thực mà. Mông Cổ chẳng hạn thì mình cứ ấn Ctrl S sau một chỉ một con cừu, Ctrl S chỉ một con cừu, Ctrl S chỉ một con cừu. Như vậy thì dân nó sẽ đập cừu, tránh tình trạng là bị tắc nghẽn cừu vì con Mông Cổ nó chỉ là tối đa là 30 con cừu thôi. Chỉ được 30 con cừu còn sống thôi. Nếu như mà vượt quá số lượng 30 con cừu thì những cái đồng cỏ của chúng ta nó không đẻ cừu nữa mà nó chờ con cừu thứ 30 chết đi thì nó mới đẻ ra thêm một con. Như vậy là chúng ta sẽ không có nhiều xác cừu để ăn. Cho nên là đối với con Mông Cổ thì liên tục đập chết cừu, lúc nào cũng phải đập chết cừu. Đấy chính là tác dụng của lúc tìm lương thực. Tiếp tục vào phần lựa chọn đơn vị. Đâu rồi nhỉ? Dân làng thu thập gỗ, mấy cái này thì nó không quan trọng quá nên là mình cũng không đề xuất mọi người thay đổi gì cả. Tiếp tục bây giờ sang cái phần tiếp theo, đó là phần lựa chọn công trình. Ở đây thì các bạn có thấy là chọn tất cả các công trình sản xuất quân sự thì phím mặc định của nó là F1, các công trình kinh tế là F2, các công trình công nghệ là F3, cột mốc thì là F4. Đây, nếu như các bạn làm theo cách của nhà sản xuất thì nó sẽ hiện ra hiện tượng như này. Ấn F1 để mua quân đúng không? Thì nó sẽ hiện ra tất cả các nhà quân. Ví dụ như các bạn muốn mua một con gọi là con cung thủ đi thì các bạn lại phải chỉ vào cái nhà cung ở đây. Sau đó các bạn chọn con cung, hoặc là muốn mua một con cơ giới chẳng hạn thì các bạn chỉ vào cái nhà xe ở đây, sau đó các bạn chọn mua cơ giới, hoặc là chỉ vào cái nhà lính đây chọn mua những đơn vị quân. Nó rất là phiền phức. Thay vì như vậy thì mình sẽ đề xuất các bạn làm một cách như sau. Xem và sắp xếp lại phần điều khiển nha, phần lựa chọn công trình nha. F1, F2, F3, F4 các bạn bỏ hết đi cho mình.
bỏ hết đi nha. Rồi, không liên quan gì đến cái app này nha. Chuyển đổi giữa các nhà chính, đặt phím H. Rồi, ok. Tập trung vào nhà chính ở Kinh Đô là nút H cũng ok, không vấn đề gì cả. Chuyển đổi giữa các cột mốc, nút này không quan trọng nên là mình cũng không đề xuất mọi người cài làm gì. Chuyển đổi giữa các trường bán, thường thì chúng ta không mua quân theo kiểu từng nhà một như kiểu bên A1, nên là chuyển đổi cái này nó cũng không quan trọng, nên chúng ta bỏ qua cái phần chuyển đổi ấy nha. Những cái chuyển đổi này những cái không quan trọng lắm. Có cái phần tiếp theo này. Quay vòng qua từng tu viện nhà thờ Hồi giáo lều cầu nguyện. Cái này thì mình cũng đề xuất mọi người lên đặt một phím tắt nào đó để có thể dùng cái tu viện này đi nhặt thánh tích, hoặc là dùng tu viện này nâng cấp cho nó nhanh. Mình đề xuất mọi người mình đặt làm phím P vì phù thủy P mà, cho được kiểu đỡ quên đi. Đây, chuyển đổi giữa các thành lũy. Cái này là khá quan trọng nha mọi người nha. Cái phím này nó chưa có. Tại sao mình dùng cái phím chuyển đổi mà không dùng phím tất cả, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người, mình sẽ có lý do của nó cả mọi người ạ. Để nâng cấp công nghệ mà, nâng cấp từng cái một mà. Mỗi một cái lũy nó sẽ có một cái công nghệ riêng biệt, chứ không thể là nâng cấp bố trí phóng nào ở cái lũy này thì cái lũy khác nó cũng có tác dụng. Cái này thì mình sẽ đặt phím can trôn quy nha. Đây, mình đặt phím can trôn quy. Và cái tòa tháp trắng của con anh nó cũng là cái can trôn quy này, cũng là cái lũy này mọi người ạ. Nên là anh nào mà hay chơi con anh mà hay lên đời bằng công trình tòa tháp trắng ấy, thì cũng nhớ đặt cho mình cái phím can trôn quy này để có thể đảm bảo tòa tháp trắng để nâng cấp công nghệ hoặc mua quân. Chuyển đổi giữa các nò rèn, cái này thì mình không 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 đề xuất mọi người đặt phím tắt gì cả. Những cái chuyển đổi này chỉ duy nhất đó là chuyển đổi giữa các thành lũy và chuyển đổi giữa các tiền đồn thôi, thì mọi người có thể chuyển đổi để nâng cấp và mua quân ở trong những cái lũy và cái tiền đồn. Chuyển đổi giữa các lò rèn, quay vòng đại học, quay vòng mấy cái quay vòng thì mọi người bỏ qua hết giúp mình nha. Bắt đầu đi xuống phần chọn tất cả nha. Chọn tất cả các nhà chính ở đây thì phím mặc định của nó là không có, nhưng mà cái phím một nhà chính thì là phím H. Mình tất cả các nhà chính mình cũng để phím H luôn. Hai cái đều giống nhau, xung đột nhưng không có vấn đề gì xảy ra cả. Cái này cho phép xung đột mọi người ạ. Chọn tất cả và chọn một nhà xung đột với nhau thì nó vẫn ra cái nhiều hơn, đó là chọn tất cả các nhà. Chọn tất cả các nhà lính. Cái này thì mình đề xuất cho mọi người để phím F1 nha. Tất cả các nhà lính nha. Tất cả các trường bắn để phím F2. Chuồng ngựa để F3. Xưởng vũ khí công thành. Xưởng vũ khí công thành F4 tức là nhà xe đấy. Chọn tất cả các tu viện nhà thờ. Cái này thì mình không đề xuất mọi người đặt phím nào cả, mà sẽ để từng cái một. Chọn tất cả các thành lũy, tức là các lũy chúng ta, nhưng mà mình đề xuất mọi người là để từng cái một chứ không để tất cả nha. Chọn tất cả các nò rèn. Đây, bắt đầu đến cái phần quan trọng này. Chọn tất cả các nò rèn thì mình đề xuất với mọi người để phím số 9 nhé. Để phím số 9 ở đây. Nó bị trùng, tí nữa mình sẽ bảo các mọi người cách xóa trùng. Phím số 9 là phím mà nó chúng ta cũng dễ tìm nhất. Phím số 8 thì nó khó tìm hơn phím số 9 một chút xíu. Chọn tất cả các đại học massage, phím số mình để phím số 8. Cái công trình này ở chỉ đời 4 chúng ta mới sử dụng thôi. Đời 4 chúng ta mới sử dụng để có thể nâng cấp thôi. Chọn tất cả các nhà xây lương, nhà của thợ săn thì cái này mình đề xuất mọi người để phím số 5. Đề xuất mọi người để phím số 5. Mọi người có thể đặt cái phím nào nó cảm giác có dễ ấn, nhưng mà mình đề xuất mọi người để phím số 5. Chạy đốn gỗ phím số 6. Chạy khai thác phím số 7. Chọn tất cả các bến tàu thì can trôn D. Chọn tất cả các chợ để phím số 0. Chút nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người cách xóa trùng nha. Chọn tất cả các tiền đồn, pháo đài bằng gỗ, cái này thì mình không chọn nha. Chọn tất cả các tường đá, chọn tất cả các làng, chọn tất cả các con lương, chọn tất cả các chùa, cái này thì mình cũng không đề xuất gì cả. Chọn tất cả các cụ thiêng, cái này thì mình đề xuất mọi người để phím số 6. Nó cho phép trùng, cái này nó cho phép trùng. Vì sao cho phép trùng với cả cái phím chạy đốn gỗ? Vì bản thân cái con mông cổ, chỉ có duy nhất con mông cổ thì nó mới có cái ụ thiêng thôi, mà con mông cổ đã có ụ thiêng rồi thì nó không có chạy đốn gỗ nữa. Chọn tất cả các đồng cỏ, cái này thì mình cũng để khuyên mọi người để một phím, đó là phím can trôn D hoặc là phím can trôn gì đó mà mọi người có thể là dễ nhớ, có thể là can trôn quy cũng được mọi người ạ. Vì con mông cổ thì nó sẽ không có lũy, đã chơi mông cổ thì không có lũy, thế là nó trùng với cả cái phím lũy không vấn đề gì cả. Mọi người để có thể mình để can trôn quy đi. Chọn tất cả các lều tròn ở đây thì mình để phím số 5. Nó trùng với cả cái nhà xây lương và nhà của thợ săn, nhưng mà bản thân con mông cổ khi chúng ta đã chơi mông cổ rồi thì không có cái hai công trình đấy, thế là nó sẽ không gây ra cái xung đột nhé. Chọn tất cả các trường quân sự ở đây thì đó là
mình hay để phím Ctrl Z, nhưng mà chỉ Ottoman có những trường quân sự này thôi. Ở đây thì có một cái phần chuyển đổi giữa các cái tiền đồn mà mình bỏ sót đây rồi, chuyển đổi giữa các tiền đồn nha. Đặt mình đặt phím là Ctrl Q thì là lũy, Ctrl W thì là chòi canh cái tiền đồn đấy. Và bây giờ mình sẽ đi xóa trùng cho cái từ phím số 5 đến phím số 9 nhá, từ phím số 5, phím số 0, phím số 9 và phím 0 nhá. Và phần nhóm điều khiển ở đây các bạn kéo xuống dưới, kéo lên trên chúng hơn. Đây các bạn thấy là nó sẽ chọn nhóm điều khiển, nó sẽ bị trùng với cả mấy cái này nhé, các bạn bỏ đi giúp mình. Đấy, bỏ đi giúp mình. Trong cái phần nhóm điều khiển này nó cũng có một cái phần khá là quan trọng, đó là xóa nhóm, xóa khỏi nhóm. Đây, loại bỏ các đơn vị đã chọn ra khỏi nhóm điều khiển, phím mặc định của nó là Ctrl và dấu lùi. Thì mình đề xuất mọi người đó là phím chữ U, hay là tiếng tiếng Anh đó là un ungroup ấy. Phím chữ U chúng ta sẽ sử dụng một phím tắt một lần nhé. Mình đã cài hướng dẫn mọi người gần như là xong cái phần phím tắt rồi đấy. Phần lựa chọn công trình là phần cuối cùng rồi. Nhóm điều khiển thì chính là cái phần mình vừa cài xong. Liên lạc này thì nó cũng không quá quan trọng, chỉ có Ctrl T là tấn công, Ctrl R phòng a, Ctrl R là công, Ctrl T là phòng thủ thôi. Camera này, à cái camera này có một cái, nếu như mà các bạn là pro thì các bạn cũng nên có là thiết lập lại camera. Phím mặc định của nó là phím dấu lùi đúng không, à phím dấu 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 cách ấy. Thì mình hay để mình dấu cách 2 lần thì sẽ lùi. Còn cái phần lưu vị trí camera thì nó sẽ là gì, Ctrl F1 trở lại vị trí camera, đi đến vị trí camera. Thì hôm nọ mình đã hướng dẫn mọi người đó là để nút Shift D rồi đúng không? Đó, Shift D. Đấy là xong cái phần thiết lập cho phím tắt rồi. Bây giờ chúng ta đến cái phần thực hành nha. Ví dụ như đầu tiên là tôi muốn mua lính giáo chẳng hạn, các bạn ấn giúp mình F1, mặc định mãi mãi, và tất cả các cái nhà quân của chúng ta đều mặc định rồi. Thế nên là không bao giờ có chuyện là ấn F4 để mua lính giáo cả. Chúng ta chỉ cần chơi vài game thôi là chúng ta sẽ nhớ được, một là giáo, hai là bắn, ba là ngựa, bốn là xe. Chơi khoảng tầm 5-7 game chúng ta sẽ nhớ được tất cả các nhà quân chúng ta. Cái này nó sẽ là khi các bạn đến một này là sẽ tất cả các nhà quân, các bạn có 10 nhà quân thì nó cũng là F1. Và nếu như các bạn muốn mua quân nhanh thì các bạn đè nút shift giúp mình, sau đó là chỉ chuột phải vào con giáo chẳng hạn, một tơn 5 con, 2 tơn, 3 tơn, 4 tơn, 5 tơn, 10 tơn đấy. Nó có bao nhiêu nhà thì nó sẽ phân đều ra, mỗi nhà một con. Còn nếu như mà quá rồi thì nó sẽ lặp lại, có nhà bắt đầu lặp lại nhà 2 con, từng nhà một. F2 cũng tương tự như vậy. Nếu như các bạn thuộc thuộc cái vị trí đứng này, ví dụ như tôi thuộc rồi chẳng hạn, tôi ấn Ctrl và ấn F2 rồi tôi ấn sút ship, tôi để quy, tôi sẽ mua quy, mua quân, mua cung được nhanh như vậy. Còn nếu như tôi cảm thấy mua thừa nhiều quá rồi thì tôi có thể là ấn phím B giảm bớt đi, hoặc là ấn phím L, L thấp ý, để có thể giảm xóa hết đi, sau đó mua một con khác. Đấy. F3, F4 nó tương tự như vậy. Để lên cấp công nghệ nó sẽ như vậy. Thường thì nếu như mà anh em đánh quen rồi ấy, thì nó sẽ có một cái hiện tượng đó là phải yêu cầu nâng cấp công nghệ mà. Các bạn nhìn thấy là AS. Đây các bạn nhìn thấy này, nâng cấp con giáo là A, nâng cấp con mèo tam là S, nâng cấp cái pha lan là Z. Nếu như ấn F1 thì anh em quen rồi thì ấn AZ này. Đấy, nâng con giáo rồi lên. Nâng mèo tam là S này. Đấy. Những cái gọi là hướng dẫn nó đã ghi sẵn ở đây rồi. Chúng ta thì thao tác một vài lần thôi. Lần đầu tiên chúng ta có thể hơi bỡ ngỡ nhưng các lần sau là chúng ta sẽ quen. Đấy là cách sử dụng phím tắt để gọi các nhà quân. Và phím F5 nữa. Phím F5 là tất cả các nhà quân thì ở đây thì mình chưa cài. Đây chúng ta đến cái phần lựa chọn công trình nha. Chọn tất cả các công trình sản xuất quân sự. Ở đây mình đặt phím F5. Rồi. Ví dụ như là mình bây giờ mình muốn dồn toàn bộ quân của mình lên cái mục tiêu này đánh nhau chẳng hạn, mình sẽ thay vì ấn F1 chỉ vào đây, F2 chỉ vào đây, F3, F4 chỉ vào đây đúng không? Nhưng mà F5 chỉ vào đây là xong. Ví dụ như là mình muốn đi vòng, muốn đi sát mép bản đồ để đến cái mục tiêu này, ví dụ nó có một cái lũy ở đây chẳng hạn, nó có lũy ở đây đúng không? Chúng ta sẽ ấn F5, sau đó chúng ta chỉ vào khu vực này, sau đó là này, như này, như này. Vậy là tất cả các nhà quân chúng ta sẽ đi theo hướng này đấy.
các bạn chỉ cần đè Lucid thôi, nó sẽ bỏ qua cái phần ở giữa bản đồ để tránh chạm. Ví dụ như cái lũy ở đây chẳng hạn, nếu như các bạn đi qua đây, các bạn ship thẳng một phát lên đây ngay thì nó đi qua cái lũy này, lũy nó bắn cho tan người luôn. Nên thay vì thế thì các bạn có thể ấn ấn các bạn ấn vào bản đồ con cũng được nhé, bạn ấn vào bản đồ con được, một hai ba đấy. Nhưng các bạn phải nhả cái Lucid đầu tiên đã. Đây các bạn chỉ vào bản đồ con đây, một hai ba đấy, các bạn nhìn thấy chưa đấy, các bạn ấn vào bản đồ con cũng được, không vấn đề gì cả. Đây là lúc gọi nhà quân nha. Còn bây giờ cái gọi công trình kinh tế, ví dụ như là tôi muốn nâng cấp cụm bánh xe chẳng hạn, tôi ấn 5, bạn thấy không, rất nhanh luôn. Ví dụ tôi muốn nâng cấp chặt gỗ là 6W đấy, tôi muốn nâng cấp cái tàu vàng là 7Q đấy, tôi muốn nâng cấp một cái đầu máu ở trong cho cái đại học cho con Meratam chẳng hạn, ấn 8Q đấy đúng không, hoặc là muốn nâng cấp lửa chẳng hạn thì tôi ấn 8W. Nhầm, đây là không phải lửa, 8W là nâng cấp lửa, bắn lửa. Tôi muốn nâng cấp cái sát thương tầm xa cho con cung ở trong lò rèn chẳng hạn, ấn 9W đấy đúng không, hoặc là tôi muốn nâng cấp cái công nghệ ra cung tên là ấn 9S nâng cấp ra cung tên đấy. Các bạn chỉ dùng vài lần thôi các bạn cũng sẽ nhớ ngay. Hoặc là tôi muốn bắt đầu muốn cho đi chợ, tôi đi buôn bán này, tôi ấn số 0, sau đó tôi chỉ vào cái chợ này, vậy là tất cả những cái chợ của tôi sẽ chỉ vào cái chợ này đấy. Nó rất tiện trong cái việc ấn phím bấm 5 6 7 8 9. Mình đã sắp xếp làm sao để cho nó khoa học nhất có thể rồi. Những cái phím nào mà ít ấn thì mình ở cái vị trí khó ấn, dễ ấn à, cần dùng nhiều chữ ấn thì chỉ phí dễ dễ tìm. 5 đấy là cách để có một cái bộ phím tắt nó gọi là ngon ăn nhất, không phải mất nhiều thao tác mà chúng ta đã thực hiện rất nhiều. Bây giờ ví dụ như là tôi có cái chòi canh ở đây chẳng hạn, đúng không? Các bạn có ba cái chòi canh này và các bạn muốn nâng cấp cái công nghệ bố trí máy phong lao trong cái chòi canh này mà các bạn muốn nhanh, vâng các bạn muốn nhanh, ví dụ như các bạn đang điều khiển đồng minh giáo này chẳng hạn, bây giờ nhớ ra à tài nguyên đã đủ rồi, chúng ta nâng cấp cái chòi canh lên một chút xíu, nhưng bây giờ để tìm cái chòi canh không biết là ở vị trí nào, nó thay vì đi tìm thì các bạn ấn Ctrl W đấy, nó nâng cấp cái chòi canh mà không bị trở về cái vị trí màn hình đấy, nâng cấp cái chòi lên cho pháo thủ bắn ra, nâng cấp pháo thủ. À, bây giờ chúng ta lại gì à, cái lũy chúng ta vừa xây xong cái lũy nhưng mà chúng ta chưa nâng cấp dầu sôi, bây giờ chúng ta ấn Ctrl Q nó nâng cấp cái dầu sôi trong cái lũy đấy. Đấy chính là cái tác dụng của chúng ta cài phím tắt, chúng ta tìm công trình các thứ rất là nhanh, nó là phím mặc định rồi mà. Các bạn chơi game một game thì nó vẫn vậy, mà 10 game thì nó vẫn vậy, nó không thay đổi, đây là phím mặc định rồi. Các bạn có nhiều trò đúng không, các bạn ấn W W W đấy, một hai đấy, nó sẽ xoay vòng từ những cái chúng ta đầu tiên xây đấy, từ cái đầu tiên xây sau đó cái thứ hai xây, cái thứ ba xây. Đáng ra theo ý mình thì nó phải đến cái cuối cùng sẽ hợp lý hơn là cái đầu tiên mọi người ạ. Mình nghĩ là sẽ đến, nó sẽ ví dụ chúng bắt đầu chẳng hạn, bắt đầu từ cái cuối cùng ấy, thì thường thì những cái cuối cùng thì nó chưa có cái công nghệ gì để nâng cấp cả, và cái cuối cùng nó sẽ có nhiều ý nghĩa hơn là cái đầu tiên. Cái đầu tiên gần như là xong là bỏ rồi đúng không, còn ấn nhai ví dụ một hai ba cái thì cũng sao, ví dụ như tôi có khoảng tầm 5 7 cái chẳng hạn, tôi muốn đến cái thứ năm, cái thứ tư thứ năm chẳng hạn, thì bây giờ ấn ấn từng cái một thì nó hơi lâu, đáng ra lúc quay vòng từ những cái mới nhất thì nó sẽ hợp lý hơn là ấn từ cái cũ. Nhưng mà cái này thì mình không nói chuyện được với nhà sản xuất thì nhà không đề cập được. Còn gì nữa không nhỉ, để mình xem là còn cái cũng còn cái gì để mà cần mà mọi người chưa biết nhỉ. À cái phần đó là phần đây, tôi đang có một đống đạo này chẳng hạn, đạo đạo này đạo ba nha, đạo này là đạo một nha. Ví dụ như là tớ đang thừa, tớ đang chỉ muốn lấy là chỗ này nó có khoảng tầm bao nhiêu, này nó khoảng tầm 5 con dân nhá, nhưng tớ chỉ muốn lấy khoảng tầm 3 con dân thôi, thì mình sẽ làm như thế nào. Có hai cách để làm, một là chúng ta tóm hai con dân này, sau đó chúng ta ấn U để nó mất đi đạo đúng không, để nó mất đi hại cái đạo ở trên người của mình. Hai là ví dụ như đang năm hai là chúng ta đặt lại đạo, chúng ta tóm ba con dân này, sau đó chúng ta đặt một đạo một nữa thì hai con dân này sẽ tự mất đấy. Các bạn có hai cách để xóa đạo, mình hay dùng cách thứ hai, cách đầu tiên hơn, đó là ấn phím U đặt đạo sau không dùng nữa ấn U luôn, đạo này không dùng nữa ấn U để cho lính của mình đạo người đạo. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái tổ hợp quân này, khi nào vào combat thì có cái
khi nào mình sẽ ra một cái video để hướng dẫn mọi người cách vào combat. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ hướng dẫn mọi người cách đặt quân này. Các bạn có phím Cantuna để gọi tất cả những đơn vị quân của bạn có luôn. Ở đây chúng ta sẽ có 3 loại quân. Một là cận chiến, đây con là scout, con scout là không cần đạo đúng không? Đây là quân cận chiến và đây là quân bắn xa. Mình sẽ bình thường thì sẽ là gì? Bắn xa mình để đạo 1. Tiếp tục ấn Cantuna, cận chiến thì mình để đạo 2. Cứ 1 tiến thì 2 lùi. Đây, bắn xa đi lên thì giáo lùi xuống. Khi những cái con cận chiến nào lên thì tất nhiên là những cái con bắn xa là phải lùi về rồi. Đấy, Cantuna. Rất tiện. Đấy là cách các bạn đặt đạo. Nếu như các bạn muốn hủy đạo đi chẳng hạn, ví dụ lỡ may cho con scout vào trong cái đạo này, tóm hai con scout này, u cái này nó hết đạo luôn. Ok, rồi đi chiến đấu thôi. Đó, đó chính là toàn bộ những cái mà mình muốn hướng dẫn mọi người để mọi người có một cái phím tắt gọi là hoàn hảo nhất theo đúng cái chuẩn top player, gần như là toàn bộ rồi đấy mọi người ạ. Để mình ra dò xem còn sót cái phím tắt nào mà mọi người mình chưa hướng dẫn mọi người không. Tắt tiếng micro thì mình tắt đi, đỡ nhức đầu. Cái âm thanh động này tùy từng mỗi người. Thanh máu thông minh, tiến độ xây dựng luôn bật, hiển thị bố đếm của thời gian của bạn chơi. Cái này thì cũng luôn bật đi cho nó dễ, lúc nào nó cũng sẽ hiển thị thời gian đi. Hiển thị thông tin người chơi được game cũng hiển thị luôn đi. Rồi, trò chơi, camera. Ở đây có cái phần đó là tốc độ xoay của nút chuột, tốc độ xoay của cạnh màn hình, tốc độ xoay của bàn phím. Cái này, thao tác của bạn nhanh hay chậm nó phụ thuộc vào các bạn lắc cái màn hình này. Bình thường như mình đi scout chẳng hạn, bóng tối chẳng hạn, mình hay lắc cái màn hình này. Nếu như các bạn để nguyên thì lắc nó hơi chậm, mình thì mình để mắc binh luôn. Đây, tốc độ lắc cái màn hình của mình, camera này, xoay cạnh màn hình, mình để lắc mắc binh luôn. Vậy là mình sẽ liếc rất là nhanh mọi người ạ. Ví dụ đây, lắc phát là nhảy đấy, lắc màn hình rất là nhanh để có thể quan sát được tình huống rất là nhanh. Lắc màn hình rất là nhanh. Đang nhìn đây chẳng hạn, mình lắc xuống dưới xem có cái gì không. Đấy, đó chính là tác dụng của lắc mình. Đấy, đấy là toàn bộ những gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong cái bộ phím tắt này. Còn clip tiếp theo thì có lẽ là mình sẽ hướng dẫn mọi người vào cách vào combat và cách đặt đạo quân làm sao cho nó hợp lý nhất có thể. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong video clip tiếp theo nha.